Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một chiếc nón cứu mèo cho bé gái từ 0 đến 3 tháng tuổi nhé. Đầu tiên mình móc một vòng tròn ma thuật với 6 mũi kép mũi móc đơn. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, hai, bốn, sáu, và mình rút lại. Tại chân móc này, mình móc một mũi dời. Sau đó mình móc lên một mũi móc đơn. Và tại chân móc đầu tiên, mình móc 2 mũi móc đơn. Một, hai. Chân móc thứ hai mình móc 2 mũi móc đơn. Chân móc thứ ba mình cũng móc 2 mũi móc đơn. Và cứ thế mình đi đến hết hàng thì mỗi chân móc là mình móc 2 mũi móc đơn thì tổng số mũi sau khi móc là 12 mũi móc đơn. Hai, hai, bốn, sáu, 10, 12. Và sau đó mình sẽ nối với nhau bằng một mũi dời. Và mình được một vòng tròn như thế này. Rồi, mình sẽ móc lên 3 mũi móc kép. Mình sẽ móc lên 3 mũi móc xích. 1, 2, 3. Và tại chân móc đầu tiên, mình móc 2 mũi móc kép. Chân móc thứ hai mình cũng móc 2 mũi móc kép. Chân móc thứ ba mình cũng đi móc 2 mũi móc kép vô chân móc thứ ba, và mình cứ lặp đi lặp lại đến khi hết hàng. Mỗi chân móc là 2 mũi móc kép. Và mình hết hàng thứ hai, mình sẽ nối lại một mũi dời tại chân móc đầu tiên, tại chân móc của đầu tiên của mũi móc kép nè. Đó, các bạn thấy không ạ? Rồi mình sẽ được như thế này, rút cái này vô xí nữa. Rồi bắt đầu mình đi lên hàng thứ ba, mình đi lên hai ba mũi móc xích. Chân móc đầu tiên mình móc một mũi móc kép. Chân móc thứ hai mình móc 2 mũi móc kép vô chung một chân. Và mình lặp lại. Chân móc là mình đã được một cụm rồi nha mọi người. Cụm thứ hai, chân móc đầu tiên mình móc một mũi móc kép. Chân móc thứ hai mình móc 2 mũi móc kép vô trong chân. Chung một chân. Rồi. Cụm thứ ba mình móc một mũi móc kép vô chân đầu tiên. Móc 2 mũi móc kép vô chân thứ hai, và mình cứ lặp đi lặp lại cho đến khi hết hàng. Và vòng thứ hai mũi kép thứ hai mình đã móc xong, mình sẽ kết mũi tại điểm này, các bạn để ý nha. Rồi hai
hàng mũi kép thứ ba. Đầu tiên mình móc cũng lên 3 mũi móc xích, và mũi kép đầu tiên mình móc tại chân móc thứ nhất. Chân móc thứ hai mình muốn móc 1 mũi kép. Chân móc thứ ba mình móc 2 mũi kép trung chân. Là mình đã được cụm thứ nhất. Cụm thứ hai, chân móc đầu tiên mình móc 1 mũi kép. Chân móc thứ hai mình móc 1 mũi kép. Tại chân móc thứ ba mình móc 2 mũi kép trung chân. Cụm thứ ba mình đợi chân móc đầu tiên mình móc 1 mũi kép. Chân móc thứ hai mình móc 1 mũi kép. Chân móc thứ ba mình móc 2 mũi kép trung chân. Mình cứ lặp đi lặp lại các cụm cho đến khi hết hàng nha mọi người nha. Hàng móc kép thứ ba mình đã đi xong thì mình cũng sẽ nối hàng bằng một kết hàng bằng một mũi dời. Rồi. Mình đi lên tiếp theo, hàng tiếp theo mình đi lên 3 mũi móc xích. Và mũi kép đầu tiên mình cũng đi tại chân móc đầu tiên. Chân móc thứ hai mình đi 1 mũi móc kép. Chân móc thứ ba mình đi 1 mũi móc kép. Chân móc thứ tư mình đi 2 mũi móc kép vô chung một chân. Thế là mình đã được một cụm thứ nhất. Mình không tính cái dây xích này nha mọi người. Nè, 2 1 2 3 cái này là một cụm. 4 tới mũi thứ 4 là một cụm. Chân thứ 4 chứ. Rồi, qua cụm thứ hai. Chân thứ nhất mình móc 1 mũi móc kép. Chân thứ hai mình móc 1 mũi móc kép. Chân thứ ba mình móc 1 mũi móc kép. Chân thứ tư mình móc 2 mũi móc kép vô chung một chân. 1 2. Rồi, và mình lặp lại các cụm cho đến khi hết hàng nha mọi người. Xong hàng mũi móc kép thứ tư, mình kết mũi bằng một mũi đơn, một mũi dời. Kết mũi bằng một mũi dời. Tiếp theo, hàng móc kép thứ năm, mình móc lên 3 mũi móc đơn, 3 mũi móc xích. Và mũi móc kép đầu tiên mình đi 1 mũi móc kép. Chân móc đầu tiên mình đi 1 mũi móc kép. Chân móc thứ hai mình đi 1 mũi móc kép. Chân móc thứ ba mình đi 1 mũi móc kép. Chân móc thứ tư mình đi 1 mũi móc kép. Chân móc thứ năm tại cái điểm đây, cái điểm mà nè mình đã chia chỗ này mình tăng nè. Tại chân móc thứ năm mình đi 2 mũi móc kép. Và mình đã được một cụm thứ nhất. Cụm thứ hai mình cũng làm y chang như vậy luôn. Mũi thứ nhất mình đi 1 mũi móc kép, chân thứ nhất mình đi 1 mũi móc kép. Chân thứ hai mình móc 1 mũi móc kép. Chân thứ ba mình móc 1 mũi móc kép. Chân thứ tư mình móc 1 mũi móc kép. Chân thứ năm mình móc 2 mũi móc kép vô chung một chân. Ở đây. Và mình lặp lại như thế đến khi hết hàng. 1, 2, 3, 4, tăng. 1, 2, 3, 4, 5, tăng. Rồi mình đã móc xong hàng móc kép thứ 5. Và mình sẽ kết hàng bằng một mũi dời. Thì tại cái hàng móc mình đi, mình tiếp tục mình sẽ đi lên cái hàng móc kép thứ 6. Thì tại hàng móc kép thứ 6 này mình đi mỗi chân móc. Mỗi chân móc là một mũi móc kép cho đến khi hết hàng. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10. Mình cứ đi đến một mỗi chân móc là một mũi móc kép đến khi hết hàng nha mọi người nha. Thì đây mình đã móc xong cái mũ chóp mũ cho bé. Thì mình đi tại cái hàng thứ 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bắt đầu từ hàng thứ 7. Bắt đầu từ cái hàng móc kép thứ 7 trở xuống thì mình đi mỗi mũi một chân móc. Mỗi chân móc là một mũi kép, mình không tăng ở đâu nữa nha, mình đi xuống dưới đây. Và mình hàng những hàng tiếp theo, những hàng hàng thứ 8 thứ 9 thứ 10 thứ 11 mình cũng đi như thế luôn. Mỗi chân móc là một mũi kép. Và mình sẽ được một cái nón tròn đều đẹp như thế này. Rồi bắt đầu mình sẽ cắt sợi và giấu sợi. Rồi bắt đầu mình làm cái phần cái chỗ này nè, cái chỗ này hình tam giác hai bên đây nè, để nó dài xuống để nó che cái tay cho bé. Thì mình cái chỗ mà mình nối cái hàng ở đây á là mình để phía sau, thì mình gập cái mũ là như thế này và mình chia đều ra. Mình chia đều ra mỗi bên là mình móc 7 mũi móc kép và mình bắt đầu giảm mũi để nó thành cái tay. Thì đối với mình thì mình chia như thế này và mình sẽ móc từ đây 7 mũi, thì 2, 4 tới đây, 3. Đầu tiên mình cũng móc lên 3 mũi móc xích lên rồi nha. Mình vừa làm mình vừa giấu lên luôn nha mọi người. Vừa làm vừa giấu lên luôn. 1 2 3. Rồi. Mỗi chân móc là một mũi kép. Mình đi tính đây là một rồi nha. 1 2 3 4 5 6 7. Hàng thứ hai mình sẽ giảm mũi, mình sẽ móc, mình nhìn phía ngược qua đây nè. À, mình móc một mũi móc kép vô chân móc kế bên. Cái này không móc nha, móc ở đây. Rồi bắt đầu mình quay qua đây, bắt đầu mình giảm mũi kép thứ hai. Mình giảm mũi, mình cái thay vì mình chọt ở đây đúng không, mình không chọt, mình chọt lên cái chân đây nè. Đó, một cái bên đây là một cái. Mình chọt ở đây một cái, rồi bên đây một cái nữa là hai cái. Nè, một hai đó, mình sẽ móc như thế nè. Một hai, rồi mình móc kim qua, mình được một mũi móc kép giảm. Rồi tiếp theo mình giảm tiếp theo nữa, bỏ kim qua, tỉ qua, một hai, móc kim qua, mình giảm được hai mũi. Rồi còn cái sợi dây này sẽ móc xích nè, móc móc vô là mình được nè. Đó, một mũi lên. Rồi xong hàng thứ hai. Hàng thứ ba móc lên một mũi móc xích, hai mũi móc xích, ba mũi móc xích, và bắt đầu mình giảm tiếp. Đây chỗ này mình sẽ giảm, mình sẽ móc như thế này, biết các bạn thấy không nhỉ? Một đít lên một cái nè, bẻ qua bên đây, móc đây một cái nữa đó.
là mình đã giảm tiếp tục một mũi. Cái này mình không đi qua nha. Rồi mình đi giảm mũi thứ hai. Mũi thứ hai mình giảm mình từ đây. Mình móc qua bên đây. Rồi bắt đầu mình mới lấy kim qua. Đó. Là cái hàng cuối cùng, hàng thứ ba này mình đi được 3 mũi móc kép. Rồi, hết hàng. Thì nó sẽ được cái nhọn như thế này. Các bạn thấy không ạ? Nó sẽ được cái nhọn như thế này. Và mình cắt chỉ, rút mối cắt chỉ. Mấy hồi mình sẽ cột dây. Dài dài cũng được. Rồi. Rồi còn một cái tay bên đây mình làm tương tự y chang luôn. Mình làm y chang như bên đây nha mọi người. Thì mình sẽ được đó, mình sẽ được hai cái tay như thế này. Tiếp theo mình sẽ móc mỗi chân móc. Như đây là một mũi móc đơn, mình viền hết từ đây qua đây, viền hết cái nón luôn nha mọi người. Thì bắt đầu mình sẽ móc phần phía sau đây. Móc mũi móc đơn. Móc lên một mũi bính. Và toàn bộ là mình móc một mũi đơn. Mỗi chân móc là một mũi đơn. Sau khi viền xong thì mình sẽ được một cái này, mình sau khi mình viền xong thì mình sẽ được cái hàng tay nón như thế này. Đấy. Thì lát nữa mấy mình sẽ cột dây vô đây và cột dây vô đây. Đó.